Chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay thằng thằng Quy nó chiều lụm miếng móc. Còn Cụ Đen này sẽ lấy kéo đi các bạn. Các bạn cùng về đón xem coi nó kéo ra sao nha. Nhanh nhanh nha, kéo tốc độ nha. Rồi. Ê Cụ Đen. Bắn hết ra Cụ Đen. Các bạn cùng cùng đón xem anh niên chơi ngu các bạn. Đây. Nè, giọt nè, tốc độ. Rồi. Ê Quy cho đầu bóng lên. Cho nó bóp cái đầu lên. Kịp xuống luôn. Cho cái đầu nó dễ dở lên. Ừ đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Ê Cô Đen chạy vòng vòng đi Cô Đen. Đó. Bạn coi kìa. Đi với mặt rồi. Gì vậy? Chiều khá bữa các bạn. Kìa, lo nhỏ gà giữa sông, bỏ nhỏ giữa sông. Kìa không? Kìa, đang ở vô kìa các bạn. Lo nhỏ quá sông luôn rồi. Các bạn ơi, thằng Cú Đen vậy. Rồi. Nó đang lo nhỏ quá sông các bạn. Nó lo bệnh, nó bỏ bệnh, cái trò nhỏ lòi bộ gì. Tháo vậy rồi, cái bỏ nhỏ ngoài, nhỏ đủ nó là làng. Kìa, gọi vậy. Tàn hết nhỏ. Nó bỏ nhỏ quá kìa các bạn. Rồi ơi. Nhớ lỗi. Nhớ lỗi vô ghế mạc luôn. Chơi kìa. Chơi kìa. Vô đi luôn. Vô luôn trả lỗi vô. Đừng ủi ra vô đợi. Anh nè. Anh đang đi bộ giờ đang đi bỏ ngoài cho bạn lỗi rồi lỗi tích cực vô. Chơi. Nghi nghi rồi. Nghi nghi rồi. Nước không chảy nè nó bơi lên. Vậy. Nhà ghe à. Thôi tao đi nha. Rồi đi đi, đi đi, tạm biệt. Giật má giọt đi. Nhỏ chơi tay ngã các bạn. Chơi kìa. Kìa bây giờ anh nó đang lỗ vô nha. anh đi ghe dậy vô bển nè. Bển ăn Cú Đen mở chơi ngán lò đứng tới phà dưới cái nạ nhỏ dưới. Mình Cú Đen nhé, Cú Đen nãy mà nó thả nhỏ dưới cái phà bên đó là nhỏ ghê mạng nhỏ các bạn. Là nhỏ thế mặt trước mà lội về các bạn. Thằng nhỏ bây giờ các bạn xem nó đang biểu diễn một màn lội đua trên sông. Trời ơi trời. Sờ các bạn. Nhỏ lội vô hết, lội tích cực vậy hết. Ôi dè, ôi dè. Kìa. Cái kết cho hình này nha. Vô đây nè Quy. Vô đây nè. Một thanh niên đã tỉnh trong. Thanh niên giờ đang thả trâu vô các bạn. Hên là bữa nay nó không gần nước các bạn. Nói mà gần nước một cái hay là cho nó lội một hồi lại cho xuống dưới kia luôn các bạn. Chứ phải mà lội trên đây đâu. Lâu quá chơi cho từ dưới sông. Chơi hả? Quá đã không? Đã không Quy? Quy đã không Quy? Thằng Quy quá là đã các bạn ơi. Đã rồi bơi vô không đã. Quy quá đã luôn nha. Quá bựa. Ô mẹ chơi gì cho từ ngoài vô đây nè. Nhìn da thịt nè. Ê hồi nãy lội ngoài nhậu khoái lắm nha. Nhanh nhậu khoái lắm. Nè cái không? Nè không? Nhưng mà bơi vô không bơi. Cái lúc mà các bạn. Cái lúc mà nó tháo cùng dây ra các bạn. Cái lúc nó cho nhỏ lội bộ vô. Lội tay không vô các bạn. Nhỏ lúc đó là nhỏ tích cực nghe hú hồn nó lội ghét. Thôi mà cái này bơi nhanh thiệt. Cái này bơi nhanh đúng không? Bơi nhanh mà ít mũi tay. Ờ hên à. Phải nãy nó kéo xuống tới cái phà dưới kia cho lội. Đủ mẹ lội tội tới giữa sông xà lan nó đụng chích mẹ luôn. Khiên mốp lên đây. Buộc ở đâu đây? Ở đâu vậy? Miếng mốp này khá bự các bạn. Nên nó mới kéo được nha. Miếng mốp này là khá bự, khá an toàn nha. Như là miếng mốp khổng lồ á, ngồi lên nổi dưới sức luôn á. Hả? Kéo rồi đó rồi. Gì? Em có phát hiện gì với các bạn không? Quá đã. Quá đã luôn hả? Kéo ra thì đã nhưng mà kéo vô không đã. Kéo vô nhỏ thấy mình thấy nhỏ lội vẻ mặt các bạn. Nhỏ lội giết nhỏ sợ cái xấu. Nhỏ nói đang lội mà cái mập ở đâu được đi nó đu vô giò cái hành toan.
Mình xin được kết thúc clip ở đây các bạn. Các bạn thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh và like để ủng hộ mình nha. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn những clip sau nha. Trời ghê mạt thiệt chứ.